thì Hà phải nói với mọi người luôn là Hà có hai loại nha cả nhà nhá. Nó sẽ có một loại là 40 là 40 Hà bán 42 đồng thôi nhá cả nhà nhá. Nếu như mà mọi người mua trên hai hộp thì Hà sẽ tính mọi người chỉ còn có 40 thôi nhé cả nhà nhé. Mọi người mua trên 20 hộp đi, Hà sẽ tính 40. Hà bán trên line này thôi nhé. Cái này là cái nước hồng sâm của Sanga sâu gói nhé cả nhà nhé. 42 đồng một hộp, trong này nó gồm được 10 hộp nha cả nhà, 10 gói nha cả nhà nhé. Một hộp được 10 gói. Nói thật không cần nhiều, một buổi sáng ấy, mình uống cái cao cao sâm cũng được, cao sâm thì mình phải pha với nước. Còn cái này là mình xé miệng nó ra và mình uống trực tiếp luôn. Cái này được 30 gói trong này. Hà bán 40 đồng 42 đồng một hộp. Nhưng nếu chị em nào lấy trên 2 hộp, giá của nó chỉ còn có 40 đồng thôi nhé cả nhà nhé. Cái này là nước hồng sâm. Còn cái này nước hồng sâm này của Hà bán ấy, là nước hồng sâm chính phủ nha cả nhà nhé. Nó cũng một hộp của nó được 30 gói luôn. Và cái nước hồng sâm chính phủ này giá của nó là 75 oi nha cả nhà nhé. Đắng vô cùng luôn. Xài nạ lên mặt thì mặt màu đen. Đúng rồi. Dạ em bị nám lâu năm rồi. Và da dầu thì dùng loại kem nào phù hợp cho dễ em hả chị? Thật ra trong cái dòng kem nám này á, thì người ta không có nói về, người ta xài đã là kem nám ấy, để mà trị ấy, thì nó sẽ dùng cho tất cả các loại da. Nhá em nhá. Kem nám ấy, thì không có thể nào mà phân chia được, bởi vì người ta đã tập trung vào cái đó thì cái bên phía kia đó thì người ta sẽ phải phù hợp với tất cả các loại da đấy, cho nên là kem nám ấy thì da nào cũng xài được hết luôn nhá cả nhà nhá. Và nếu như ấy, mà mình bị nám lâu năm rồi ấy thì mình có thể là mình thêm vào uống vào những cái chẳng hạn như là cái viên nội tiết tố nhá cả nhà nhá. Bởi vì nám lâu năm nó không đơn thuần nó chỉ là cái nám bề mặt da mình đâu, mà nó còn trong cái nội tiết tố của mình, nó từ trong máu mình ra á, cho nên đâm ra mình phải nên á, là kết hợp vào với lại cái viên nội tiết tố, hoặc là mình kết hợp thêm với lại cao nám nhé cả nhà nhé. Cao nám nữa mình xài thì nó mạnh hơn cả cái kem luôn. Nhưng mà kem nám ấy, mọi người xài á thì mọi người bôi kem nám cao nám ấy, mọi người chỉ bôi vào những cái chỗ vùng bị nám, còn cái kem mà kem dưỡng để trị nám ấy mọi người bôi hết mặt cho Hà nhé. Cái này á, Quỳnh Trang, cái này á, nếu mà một hộp của nó thì là 40, cái này là cái hồng sâm Sanga nhá cả nhà nhá. Còn cái hồng sâm này thì là máy hút bụi giường chưa về đâu Hà ơi. Không biết là khi nào có, để bên công ty vẫn đang báo ấy, chỉ có máy massage mắt thì có thể là trong giữa tháng này thì bắt đầu là có hàng. Chỉ có máy massage mắt thì trong giữa tháng này là sẽ có hàng à. Đó. Còn cái máy hút bụi giường thì chưa nghe nhá. Chào cô ơi, gửi cho con một set son, một cushion của đơn cũ nhé. Ok, cô đi luôn. Hôm nay cô like xong, ngày hôm sau cô đi mất tiêu, vọt mất tiêu luôn. Cho nên chưa có chút đơn cho ai luôn đấy. Đó, còn cái này là 75 oi, thì cái này nó đắng lắm nha. Đấy. Đó, thì có hai cái nước sâm này, nếu mọi người dùng cái nào ấy, thì mọi người lấy cái đó cũng được nhá cả nhà nhá. Đấy, Hà có hai loại. Cái hồng sâm gói á.